cầu thang cũng là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định sự thành lập của ngôi nhà các bạn. Cho nên đó, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cầu thang. Thì tại sao tìm cái cầu thang? Thì thường khi mà các bạn thi công á, thì các bạn sẽ có những cái bản vẽ cầu thang đó, nghĩa là chúng ta có bản vẽ kiến trúc kết cấu rồi đó, ví dụ bản vẽ kiến trúc như thế này, đây cầu thang chỗ này ha, đây các cầu thang đó, thí dụ chúng ta có bản vẽ kiến trúc cầu thang là thế này, kết cấu cầu thang luôn đó, để thí dụ như thế này, đây đây bản vẽ kiến trúc cầu thang ha. Thì khi này là quá dễ, ví dụ mình đặt trường hợp á là cái bản vẽ đó nó bị thiếu, có nghĩa là nó không có phần cầu thang, nó cũng có bản vẽ kiến trúc á nhưng mà nó nói chung là nó bị thiếu đi, nó bị mất cái bản vẽ cầu thang, là người ta chỉ cho mình là cái ô cầu thang thôi đó, có nghĩa là sao đó, người ta chỉ cho mình là cái ô cầu thang như thế này, là từ đây đến đây nè các bạn, này đó, cho mình cái diện tích ô cầu thang từ đây đến đây thôi. Thì bây giờ đó, mình phải tự thiết kế cầu thang luôn đó, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta tìm hiểu cầu thang, để phòng tránh trường hợp mà thiếu bản vẽ thì chúng ta phải tự thiết kế cầu thang. Rồi điều đầu tiên thì mình muốn nói các bạn á, cầu thang thì nó có cái gì? Cầu thang thì nó có cái số bậc cầu thang. Thì số bậc cầu thang á, thường là người ta sẽ làm theo quy tắc là 4N+1 các bạn. 4N+1 có nghĩa là sinh lão bệnh tử. Đâu à? Rồi, ví dụ ha. Sinh lão bệnh tử. Thì người ta luôn luôn muốn cái chọn tốt nhất là sinh, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn đầu tiên á, khi mà số bậc là 1 á, ví dụ là 4N+1 không, 4N+1=5, thì cái cầu thang nó có số đầu tiên mà ít nhất là 5 bậc, sau đó 9 bậc, 13 bậc, 17 bậc và 21 bậc. Thì thường trong nhà các bạn, người ta sẽ làm cầu thang là chỉ có hai loại thôi, đó là 17 bậc hoặc là 21 bậc. 17 có nghĩa là 4 × 4=16, cầu bậc 17 như là 4N+1, n trong trường hợp này là số 4. Số 21 có nghĩa là 4 × 5+1, à đây 4 × 5+1 trong trường hợp này có nghĩa là nó là số n là số 5 đó. Thì nếu mà là số 17 á, là rơi vào cung sinh, số 21 sẽ rơi vào cung sinh luôn ha. Thì người ta luôn luôn muốn như vậy, có nghĩa là thường là ta chọn 17 hoặc 21 bậc thôi. Thì trong những cái bản vẽ mà thường chúng ta có các bạn, người ta chọn là khoảng 21 nhiều hơn 17. Thì nhiều khi người ta không chọn 17 nữa, cũng có chọn 17 nhưng mà thường là chọn 21 ha. Đây như cái bản vẽ này chúng ta thấy thì người ta sẽ chọn là 21 đó. Rồi thì cái bậc cầu thang á, số bậc cầu thang á được tính như thế nào? Nè bây giờ ha, người ta nói đây 8 bậc nè, 8 bậc từ đây đến đây ha. Rồi mình vẽ đường ngang ha, đây từ đây nè. Qua tới đây là 8 bậc. Trời nó đi đâu vậy trời? Xóa đi ha. 8 bậc lên tới đây. Bị sao vậy ạ? Rồi để mình vẽ lại. Đây trong mình vẽ ví dụ cho 8 bậc ha, là từ đây đến đây nè. Rồi. Ở dưới là 1 bậc nữa. Rồi 3 bậc là từ đây đến đây. Là 3 bậc là tới đây. Rồi tiếp tục là 9 bậc là lên tới cái mũi này. Rồi. Thì số bậc 21 á, 27 là tính là sao? Đây là cái sàn chúng ta đang đứng, nghĩa là lúc này chúng ta chưa có bước lên cái bậc nào cả. Thì bắt đầu bậc đầu tiên, đây bậc đầu tiên đây, khi nào mà chúng ta bước lên bậc đầu tiên á thì mới tính bậc đầu tiên các bạn. Chúng ta đang còn lẩn quẩn trong cái sàn á,
Đó, có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta còn ở những vị trí bên đây nè. Đó, chúng ta chưa bước lên bậc đầu tiên, đừng tính nha. Chỉ là ta bước lên bậc đầu tiên, hãy tính. Rồi. Như vậy cái bậc này là bậc thứ nhất nè. Rồi. Bậc thứ hai nè. Chúng ta từ đây đi, từ đây là đi tới đây. Rồi, chuẩn bị bước lên bậc đầu tiên. 1. Số 2. 3. 4. 5. Rồi 5 rồi ha. 6 7 8 9. Rồi, tới đây là 9 rồi. Ok. 10 11 12. Rồi, tới đây 12 rồi, ha. Bậc số 13 nè. 14 15 16 17 18 19 20 và 21 là chính là cái sàn kế tiếp. Như vậy cái sàn mà từ cái sàn từ phía đây nè lên tới phía này là tổng chiều cao ha, tổng chiều cao chia cho 21 bậc là sẽ ra số bậc ở số chiều cao của một bậc. Có nghĩa là chúng ta đầu tiên là chúng ta ở cái sàn bắt đầu đi nè, còn cái sàn là cái này là cái sàn ở trên phía trên đấy, là chiều cao á, là từ đây nè lên tới đây là ví dụ này là 3m6, 3m4 rồi đó, 3m4 chia 21 sẽ ra chiều cao của mỗi bậc. Thì các bạn tính 21 á, là các bạn bước tới cái là từ hồi nãy chúng ta là lên từ đây nè tới đây là 20 nha, thì chúng ta là chưa, chúng ta chưa lên cái bậc, chưa lên cái sàn tiếp theo, chúng ta mới mới đây là 20 à, ta lên cái sàn tiếp theo là 21, chỗ này 21 nè đấy. Chứ các bạn đừng có tính là tới phía đây là 20 nghỉ nha, không phải, chúng ta phải bước lên từ sàn tới sàn mới đồng ý nha. Rồi cái đó là số bậc cần thiết. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái chiều cao của bậc. Chiều cao với thì chiều cao của bậc thang các bạn, chiều cao của bậc thang là được tính từ đây lên tới đây. Đấy, rồi. Cái này cũng phải 21 luôn nha, để mình MA nó cho nó giống. Đây cái bậc này trong trường hợp này nó là 162 mm, tức là 16 phân, khoảng 16 phân. Thì cái bậc này á nó rơi từ cái khoảng là 14 cm cho tới 20 cm. Mà thường là người ta sẽ làm trong cái khoảng là 16 hoặc 17 cm các bạn. Từ 15 tới 17 cm là tốt nhất. Cao lắm là làm khoảng 18 thôi nha, đừng có làm 19 20. Tại sao? Nãy mình nói là từ 14 cm cho đến 20 cm đó các bạn. Rồi. Nhưng mà thực chất á, chúng ta nên làm là từ 15 tới 17 thôi. Tại vì mà cái bậc thang nó cao từ 18, 19 hay là 20 cm á, trở lên á, thì khi mà chúng ta bước lên một bậc, nghĩa là chúng ta đang đứng đây nè, ta bước lên bậc thứ hai nè, thì cảm thấy rất là đuối. Đó. Chiều cao mà từ 18, 19, 20 cm á, là bước từ bậc này lên bậc cươi cảm thấy rất là đuối. Lúc đó là cái người bước sẽ chửi cái người mà thi công á, chửi sao thằng này trời ơi nó làm cái bậc gì mà cao, nó đi muốn chết thôi mà. À, đã chửi vậy ha. Nên chúng ta đừng, ta nên làm là cái bậc là từ 15 tới 17 thôi. Rồi. Thì ta 15 17 là cái số chính các bạn. Thì cái số nhỏ nhất là 14 nha. Tại sao không nhỏ nữa? Tại vì khi mà các bạn mà làm cầu thang nó nhỏ quá đó, bước một cái nó rất là lâu. Nó bước từ đây qua đây chút xíu siêu à, bực mình, đúng không ạ? Nên ta không làm như vậy. Nên con số min là 14 nha. Đừng có làm thấp hơn nó kỳ lắm á, bước không được. Bước cũng được nhưng mà bước nhiều bậc nó bực bội. Rồi, như vậy là mình nói bậc cầu thang cao là từ 15 17, đúng không ạ? Còn cái bề rộng bề thang. Rộng bậc thang là tính từ phía này lên tới đây. Rồi. Để mình MA cho nó luôn. Đó, trong trường hợp này là nó là 27 phân. Thì cái bề ngang của cái bề rộng của cái bậc thang chỗ này á là nó liên quan tới cái bàn chân của chúng ta. Thì bàn chân của người lớn hay là con nít á thì cũng vậy. Nhưng mà mình tính bàn chân của người lớn trước đi ha.
còn chứ người lớn bước được cái thằng nít bước được. Còn nếu mà mình tính bằng mình mà đặt quy tắc chuẩn là bằng chân con nít á thì người lớn bước được, tại nhỏ quá bước được rồi, như vậy là mình phải lấy người lớn làm chuẩn ha, con nít đi theo. Mà bàn chân của người lớn á, thì nó sẽ là ít nhất á, là 20cm cho tới 30cm. Thì thường cái bàn chân của người nước ngoài các bạn là nó khoảng 25-27 gì đó. Người nước ngoài có bàn chân này nha. Còn bàn chân của người Việt Nam mình á, thì khoảng 23-25 thôi đó. Cho nên á, là cái bậc thang này á, nó có con số min á, là 24cm và maximum là 30cm. Rồi, đừng có làm nhỏ hơn 24 nha, và đừng có làm dài hơn 30. Con số tối ưu là từ 24cm cho tới 30cm. Rồi, thì mình vừa nói về cái bậc tổng số bậc thang ha. Thứ hai là chiều cao. Rồi nói tiếp cái gì ta? Rồi, chúng ta sẽ đọc cái bản vẽ môn cấu tạo kiến trúc. Chúng ta sẽ nói tiếp tới cái chiếu nghỉ các bạn, chiếu nghỉ. Chiếu nghỉ là cái gì? Đây, khi mà chúng ta đứng đây là chúng ta chuẩn bị lên lên cầu thang là đi đến này tới đây, à đi tới đây. Khi mà đi tới đây xong á, cái bậc bự rất là bự này á, ta gọi là chiếu nghỉ nè. Đấy, bậc này trong phần phòng bi này gọi là chiếu nghỉ nè các bạn. Đó. Từ đây là bước đầu đi lên, là đi lên tên bắt đầu bước. Bước dần cho tới cái bậc bự chà bá luôn, cái bậc bự chà bá này gọi là chiếu nghỉ. Chiếu là giống như là cái chiếu à, nghỉ là chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây à, tại vì cái này nó bự, nó rất là bự cho nên là chúng ta có thể nghỉ ngơi ở trong đây, chúng ta ngồi tám dốc trong đây cũng được, đúng không ạ? Còn cái bậc thang này thì nó diện tích nó nhỏ, ví dụ bậc thang này á là cái diện tích có nhiêu đây à, mà chúng ta ngồi tám dốc trong đây thì nó không có gọi là đủ diện tích, cho nên nó thường là chiếu nghỉ, là chỗ này là chiếu nghỉ là như vậy. Thì chiếu nghỉ này đâu định sao? Số bậc cầu thang trên một thân thang không được vượt quá 18 bậc, cũng không được dưới 3 bậc trên một vế thang. Khi vượt quá 18 bậc cần thiết kế chiếu nghỉ. Chiếu nghỉ rộng ít nhất là 1m2, ok. Có nghĩa là trong cái trường hợp này chiếu nghỉ là từ đây tới đây các bạn, gọi là chiều rộng của chiếu nghỉ nè. Đấy. Thì người ta khuyên mình á ít nhất 1m2, còn này thiết kế 900 cũng được, cũng sao. 900 là vừa chỉ đủ một người đứng thôi các bạn. Tại vì cái bề rộng mà cái thân của chúng ta á là khoảng 4 tấc rồi. Cho nên á chỗ này là 900 là dữ lắm là hai người đứng thôi. Đó, một người đầu tiên đứng ở chỗ này. Rồi bị gì rồi? Xì cúc rồi. Tự nhiên F11 luôn. Rồi. Thì người ta nói bề rộng của cái thân thang á, chỗ chiếu nghỉ chứ, thì ít nhất là 900 ha. Là từ đây nè, qua đây là ít nhất là 900 thôi. Rồi ít nhất bên 2 chứ, nhưng mà làm 900 là maximum nha bạn. 900 là nhỏ nhất nha, đừng có làm nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì nó cảm thấy nó bực bội, nó khó chịu luôn, tại nó quá nhỏ đó mà. Rồi. Bậc thang á, là từ 3 tới 18 bậc à, có nghĩa là sao? Cái này là từ đây lên tới đây gọi là một phân thang các bạn. Tới đây là chiếu nghỉ không nói ha. Vậy là từ chiếu nghỉ á, cái máy bị gì ta? Rồi nó bị mất mát gì các bạn. Chúng ta tiếp tục nha. Thì cái chiếu nghỉ á, nhầm cái bậc thang á, là từ đây là bậc thứ nhất nè, thứ hai, thứ ba, thứ tư,
thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín và tới cùng thứ 10. Có nghĩa là từ đây tới đây là 10 bậc. Thì từ đây tới đây là ít nhất là 3 bậc và lớn nhất là 18 bậc. Trong trường hợp này nó 3, nó 10 bậc, như vậy là nó nằm giữa số 3, số 18, ok, duyệt. Có nghĩa là min đó là 3 bậc, maximum là 18 bậc, đừng có làm hơn. Trong trường hợp này chúng ta là từ đây tới đây là 10 bậc, ok. Thì đây các bạn nhìn xem cái này là cái dạng cầu thang 3 vế nè. Vế thứ nhất nè là từ đây tới đây, vế thứ hai là chỗ này, vế thứ ba là chỗ này. Thì các bạn nhìn xem cái vế mà vế thứ hai là người ta làm mấy bậc? 3 bậc. Đây, ghi đây. 3 bậc nhân 160 mm, một bậc là 160 mm. Như vậy thường cầu thang 3 vế các bạn. Nếu mà 3 vế thì cái vế ở giữa người ta thường làm 3 bậc. Đó. Rồi chiếu nghỉ rồi đúng không? Chiều rộng của thân thang thì từ 9 tấc tới 1m1. Chiều rộng của thân thang là cái này nè các bạn. Còn cách từ đây tới đây nè là chiều rộng của thân thang á. Thì nó nói ít nhất là 9 tấc nha. Trong trường hợp này làm gần 9 tấc luôn, cái này là cầu thang này nó gọi là một dạng nhỏ ha. Thì ít nhất là 9 tấc. 9 tấc là vừa đủ hai người đứng trò chuyện với nhau. Tại thân người chúng ta là nó khoảng 4-5 tấc các bạn. 9 tấc là đủ hai người đứng thôi. Rồi chiều rộng của thân thang, độ dốc cầu thang thì nãy mình nói rồi. Độ dốc thì nó liên hệ giữa cái chiều cao với chiều rộng bậc thang á. Chiều cao lan can 900. Chiều cao lan can. Đây các bạn thấy cái này nó làm cái lan can nè, lan chiều cao lan can là tính từ ở vị trí này lên tới đây. Rồi gọi là chiều cao lan can MA. Rồi này đúng 900 luôn. Tại rồi ha. Thì cái chiều cao lan can các bạn nó min đó là 900, mắc là 1m1, thường là làm 900 1m1 thôi. Thì trong cái bản vẽ này nó làm 900 nè. Đó. Cái này lan can tay vịn của cầu thang nè. Đấy. Rồi. Từ 900 1m1 rồi ha. Rồi tiếp theo những cái khoảng gọi là những cái sai lầm thường thiết kế cầu thang hoặc đi lọt. Tức gọi là cầu thang xuống hầm. Chỗ này. Thì các bạn thấy đây là cái thằng hầm nè. Đấy. Thì khi mà chúng ta từ đây nè, bước tới đây lên cầu thang, tới đây xuống cầu thang, xuống đây là cái hầm, cái hầm đây. Cốt không ngoài mặt đường nằm đây nè, còn dưới đây cái hầm. Thì khoảng cách từ cái đây nè lên tới đây là 2m. Tại sao? Tại vì người Việt Nam á thường ít có người 2m lắm, 1m7, 1m8, 1m9 là hết cốt rồi. 2m thôi cho nó đi nước ngoài sống nó nha, đừng ở Việt Nam nữa. Rồi. Thì nói chung là 2m đổ lại là ok các bạn. Ít nhất là 2m. Càng cao càng tốt mà ít nhất đó là phải 2m ha. Rồi cái khoảng cách mà từ cái bậc thang này nè. Chúng ta từ đây chúng ta bước lên đây. Chúng ta nghỉ chứ nghỉ ở đây, ta bước lên đây nữa. Bắt đầu đi đây ha. Thì cái khoảng cách từ cái bậc thang này tới bậc thang này ít nhất là 2m. Tại vì nếu mà nó gần quá đó thì chúng ta sẽ bị đụng đầu. Bị đụng đầu á. Đây cái hình này các bạn nhìn thấy nè. Ví dụ chúng ta đang đứng đây nè ha, chúng ta đứng đây. Mà cái người nào từ cách từ đây nè lên tới đây không đủ 2m thì có thể là chúng ta sẽ bị đụng đầu vô thành này. Mà đụng đầu là bị ủ đầu, chảy máu. Không nên làm như vậy. Có nghĩa là cái đây là một trong những sai lầm để thiết kế cầu thang, là từ đây lên đây nó thấp quá, dưới 2m nó sẽ bị cảm giác đụng đầu. Không phải cảm giác đâu, chắc chắn sẽ đụng luôn á. Rồi cầu thang xuống hầm mặt thang. Rồi tiếp tới cái gì? Cửa đi dưới chiếu nghỉ. Cửa đi dưới chiếu nghỉ là cái này nè các bạn. Đây các bạn nhìn xem cái này, chỗ này là từ đây chúng ta bắt đầu đi là lên đây, chỗ này chiếu nghỉ. Thì khoảng cách từ đây nè xuống chỗ này thì cũng ít nhất là 2m.
để chỗ này mà chúng ta muốn từ đây chúng ta đi ra ngoài, chỗ này là cái cửa đi các bạn, chỗ này là cửa đi nè, thì từ đây đây nhất là 2 mét, tại vì không có cửa nào dưới 2 mét chân á. Rồi mình vừa giới thiệu các bạn những cái đơn giản nhất của cầu thang khi mà xui xui á, mà không có bạn vẽ kiến trúc á thì chúng ta phải tự thiết kế cầu thang á, thì các bạn phải làm theo những quy tắc đó. Thì bây giờ mình nói như thế này các bạn, tại sao cái bản vẽ này á, là người ta là thường làm cầu thang ba vế, vế một từ đây tới đây, vế hai từ đây tới đây, vế ba từ đây tới đây, tại sao nó không làm cầu thang hai vế mà nó thích nó làm cầu thang ba vế là sao? Cầu thang hai vế là cầu thang này các bạn, chúng ta từ đây nè, ta bước là bậc nhất nè, từ đây là tới đây, nghỉ chỗ này à, cái này gọi là một vế nè, cái này gọi là vế thứ hai nè à. Thì cái loại cầu thang như thế này người ta gọi là còn cầu thang này là ba vế các bạn, từ đây bước ra là vế nhất nè, cái này là vế thứ hai à, cái này là vế thứ ba. Thì các bạn thấy trong hình này là cái cầu thang vế giữa nè thì nó có mấy bậc, một hai ba à, con nhất là ba bậc đấy. Thì tại sao cái cầu thang như thế này nè chúng ta không làm hai vế mà tự nhiên làm ba vế, lý do tại sao, lý do tại sao thích làm ba vế cho Lusubu vậy? Tại vì như vậy các bạn, chúng ta hãy nhìn vào cái bản vẽ này, thí dụ cùng một cái chiều cao, cùng một không gian thế này á mà chúng ta làm ba vế á, nó khác gì hai vế? Thí dụ khi mà chúng ta làm thì cái cầu thang đó các bạn nó thường là từ 26 độ cho đến 33 độ ha, cái độ dốc của nó là mình DAL là mình đo cái độ dốc cái góc này, góc thang này này 33 độ ha. Cái này mà nó càng lên trên cao á thì cái cầu thang này càng dốc là đi thấy ớn lắm, nhất là người già đi không có được, dễ bị té ha. Thì lớn nhất là 33 độ, nhỏ nhất là khoảng 26 độ, đừng có lớn hơn 33 độ. Thì nếu mà trong cái khoảng không gian thế này á, mà chúng ta làm cầu thang chỉ có hai vế thôi á, như vậy cái này á, là nó bắt đầu từ đây nè, nó đi lên tới đây à, ha. À, như vậy cái lúc này á, cái cầu thang này nó cực kỳ dốc luôn, DAN đây. Nếu mà chúng ta làm cầu thang hai vế á, thì cái độ dốc lúc này là lên đến 39 độ. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm cầu thang ba vế thì nó sẽ giảm xuống chỉ còn 33 độ. Mà mình nói rồi, cầu thang tốt nhất là khoảng 33 độ thôi, đừng có hơn 33 độ, hơn 3 độ đi trong mặt lắm, tại nó dốc quá đó, đi sợ. Đó. Thì đó là lý do tại sao người ta thích làm cầu thang ba vế khi mà khoảng không gian quá hẹp. Khoảng không gian quá hẹp thì người ta làm hai vế không có được, làm hai vế thì nó độ dốc sẽ rất là lớn hơn 33 độ, cho nên ta buộc lòng á phải làm cầu thang ba vế cho nó giảm độ dốc lại. Đó là lý do tại sao người ta lại làm cầu thang ba vế. Anh người ta có nói các bạn, độ dốc vào khoảng 26 độ 30 phút cho đến 33 độ, độ cao tương đối hợp lý của bậc thang là từ 15 18, chiều rộng từ 24 30. Về độ dốc là khoảng 26 đến 33 độ, có nghĩa là sao? Độ dốc là maximum là khoảng 33 độ thôi chứ đừng có là hơn 33 độ. Hơn 33 độ thì đi nó chóng mặt lắm. Đó lý do tại sao người ta lại thích loại thiết kế cầu thang ba vế như thế này ha. Ví dụ bạn thấy cái này á, ví dụ mà cái này chúng ta làm hai vế thôi phải không? Thì cái này vế này từ đây nè, nó sẽ dốc lên tới đây luôn. À, nó nghĩa là cái chỗ này nè các bạn, chỗ này nè, nó nằm ở chỗ này luôn chứ nó không nằm chỗ này. Mà khi mà cái chỗ này á nó nằm ở vị trí này á thì cầu thang nó sẽ dốc lên nữa, lúc này nó sẽ dốc hơn cái này nó ớt bớt dốc rồi, mà nó càng dốc thì nó càng chóng mặt đó. Cho nên là người ta sẽ làm cầu thang ba vế chứ không có làm cầu thang hai vế kiểu này ha. Đó
đây từ đây đi đến đây, chỗ này là nghỉ, gọi là chiếu nghỉ, rồi bắt đầu đi lên sàn tiếp theo. Đấy rồi, thì những sai lầm mà thiết kế cầu thang đầu tiên là chúng ta khoảng cách từ đây đến đây là quá ít, bị chống bị đụng đầu. Rồi cái thứ hai là đừng bên đây là nhà vệ sinh nè, bên đây là nhà vệ sinh, tự nhiên từ đây bước lên đây á, đứng đây dòm vô nhà vệ sinh dòm ta tắm thì cũng kỳ đúng không ạ? Cho nên á, là đừng có thiết kế cái cửa sổ mà ngay cái cầu thang, như vậy là người ta đứng đây dòm vô thấy ai đang ABC trong đó thì nó cũng không tốt ha. Rồi rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip theo, các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ clip với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.